Có một điều bí mật mà chỉ số ít động vật có vú sở hữu: chu kỳ kinh nguyệt. Đúng vậy, trước khi tìm hiểu tài liệu về video này, mình cứ nghĩ mọi giống cái trên trái đất đều phải trải qua chu kỳ kinh nguyệt đều đặn mỗi tháng. Nhưng không, nó chỉ diễn ra ở khỉ, vượn, rơi và con người. Có thể là cả ở trên chuột chú voi. Refresh thôi chị em. Nó là một sự lãng phí chất dinh dưỡng, khiến đối tượng gặp bất lợi về thể chất. Vậy nó có ý nghĩa gì thì hãy vào video. Nó không ngẫu nhiên cơ mà. Nếu mà ai đó chưa được giáo dục giới tính kỹ, đùng cái thấy mình bị chảy máu thì chắc là lo lắm, khéo là ung thư giai đoạn cuối luôn chứ chả đùa. Nó là điều kiện cần và đủ hỗ trợ cho quá trình phát triển của thai nhi. Nó khá phức tạp nhưng mình sẽ cố đơn giản hóa giúp các bạn hiểu tầm quan trọng của chu kỳ kinh nguyệt đối với thai nhi. Cơ thể chúng ta luôn có xu hướng bài trừ những thứ không có nguồn gốc từ chính nó, hoặc chí ít là không hợp với nó. Bạn không thể ghép cái ổi và một cái gốc na đúng không? Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra thuận lợi, phôi được hình thành. Phôi này cơ bản thì chứa 50% gen nội tại, tức là của người mẹ. 50% còn lại là của một thằng, một ông, một anh hay là một ai đó, nhưng nó là ngoại lai. Thực chất là nó sẽ không phải là 5 năm, nó có sự cạnh tranh nên tỷ lệ này có thể là 64, 73. Tùy vào bên nào trội hơn, đứa bé sau này sẽ giống người đó hơn. Đây được gọi là giai đoạn giằng co khoa học. Nó diễn ra ở trong tử cung của người mẹ. Trời ơi. Khác với hầu hết các loài động vật khác, nhau thai của con người chúng kết nối trực tiếp với hệ tuần hoàn của người mẹ. Vậy nên, nếu có bất kỳ sự sai sót nào xảy ra trong quá trình này, nó sẽ ảnh hưởng đến cả người mẹ. Và để giai đoạn này diễn ra an toàn, chu kỳ kinh nguyệt được tạo ra như là một phép thử trước khi có sự gắn kết phôi thai với cơ thể người mẹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu phôi không qua được bài test này? Phôi sẽ không được cấp dinh dưỡng, nó sẽ chết, sẽ gây nhiễm trùng ở tử cung. Và cách tốt nhất để điều này không diễn ra là xả tất cả chúng vào cuối mỗi chu kỳ. Những cái phôi học dốt, những quả trứng chưa được thụ tinh sẽ theo lớp niêm mạc mô máu ra khỏi cơ thể người nữ. Đấy là cách kinh nguyệt được hình thành. Thứ chảy trong chu kỳ kinh nguyệt, nó là chất dinh dưỡng cung cấp cho phôi trong quá trình thực hiện bài test. Có rất nhiều thứ cần phải biết, nó sẽ nằm ở những video sau.